Chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị các bạn nghe cái câu chuyện mà tôi thuyết phục vợ tôi đào pi như thế nào. Thì thực tế ra thì lúc đầu khi mà tôi giới thiệu cái dự án pi network này với vợ tôi thì cô ấy cũng không hứng thú và cũng không thích những cái hình thức đào bới như thế này. Bởi vì có lẽ cũng đã rất nhiều các cái câu chuyện mà lừa đảo rồi thì câu chuyện không hay về những cái dự án tiền điện tử từ trước đến nay mà mọi người đều có thể nghe được thông qua báo đài rất nhiều kênh thông tin khác, nào là lừa đảo, nào là lấy trộm, lấy cắp thông tin cá nhân. Thì khi mà tôi nói là có một cái dự án này đào coin trên điện thoại rất hay, chia sẻ với vợ tôi thì vợ tôi lập tức là gạt đi ngay. Ok, tôi với cái thời điểm mà vợ tôi từ chối không tham gia, tôi xác định trước được cái tâm lý đấy rồi, tôi cũng kệ thôi. Và các bạn biết là tôi vẫn cứ âm thầm lặng lẽ lấy một cái điện thoại phụ của gia đình tôi, không nghĩa là cái điện thoại đấy nó cũ rồi, nó cấu hình cũ rồi, nó bị vỡ màn hình. Sau đó thì tôi cài một cái app đào pi và lấy cái thông tin của vợ tôi để đăng ký cái tài khoản đấy, số điện thoại. Dĩ nhiên là việc lấy số điện thoại của vợ tôi để đăng ký cái app đào pi mới đấy thì cô ấy không biết. Đó, chắc chắn rồi, không biết. Biết thì làm sao mà tôi có thể lấy điện thoại để đăng ký được. Thế đăng ký đấy để làm gì? Để lấy cái số điện thoại, nhận cái mã xác minh gửi lên cái app đào pi để đăng ký cái số điện thoại của vợ tôi đang dùng, để tạo một cái tài khoản mới. Cái việc này thì chắc chắn cần thiết phải làm đối với bất kỳ một cái tài khoản đào pi nào mà kênh Invest TV chúng tôi đã khuyến cáo các bạn ngay từ đầu: xác minh số điện thoại, xác minh Facebook, xác minh Zalo, xác minh Gmail. Đó, tất cả mọi thứ. Thì cái quãng thời gian đấy thì nó diễn ra cách đây khoảng từ năm 2020, cuối năm 2020 đến nay thì cũng gần được 3 năm rồi, gần được gần hơn 2 năm rồi. Đó. Thì cứ mỗi một một cái dịp mà có cơ hội để có thể chia sẻ về những cái gì mà dự án Pi Network này đã và đang làm ở trong cộng đồng ấy, thì tôi cũng cứ bóng gió nói cho vợ tôi. Ví dụ thỉnh thoảng tôi cứ chia sẻ một số những cái tin bài về Pi Network ở trên trang Facebook cá nhân của tôi, mà làm sao cho vợ tôi biết được là ở cái chỗ này chỗ kia đã có thể sử dụng được đồng Picoin rồi đấy. Và đặc biệt các bạn biết tôi lấy những ví dụ từ đâu? Từ chính đất nước Hàn Quốc. Vợ tôi thì là một fan của phim Hàn, các bạn biết không? Đó, thế nên là và khi tôi chia sẻ những cái cửa hàng, những cái dịch vụ mà có thể chi trả được bằng Picoin tại Hàn Quốc thì dần dần vợ tôi cũng bắt đầu có một chút chú ý đến cái dự án Pi Network này. Bởi vì cô ấy thấy được rằng là Việt Nam chúng ta thì có thể lừa đảo được, nhưng mà nếu mà ở Hàn Quốc mà họ đã chấp nhận sử dụng Pi rồi thì cái dự án này thì cũng có một cái gì đấy để đọng lại trong tâm trí của vợ tôi. Ok, đấy, thế nên là vợ tôi bắt đầu chú ý đến dự án Pi Network như vậy. Thì người ta nói là những cái gì mà ngon ăn ấy thì các bạn hãy thử kêu gọi người nhà của mình vào mà tham gia để thu lợi được từ cái đấy. Thì đấy, dĩ nhiên rồi, Pi Network tôi cảm thấy như là nó sẽ là một cái dự án có tiềm năng trong tương lai, thì kiểu gì tôi cũng phải kêu gọi tất cả người nhà của tôi tham gia đó. Nhưng mà cũng là một cái rào cản lớn nhất, các bạn biết sao? Người nhà thường là những cái người mà thường rất là khó tiếp cận và khó chấp nhận đối với những cái gì mà bản thân mọi người trong gia đình chia sẻ đó. Nếu mà nói với người ngoài thì có khi họ thông nhanh hơn là người nhà. Với trường hợp này thì vợ tôi cũng như vậy thôi. Đấy, thì thuyết phục vợ tôi thì nó cũng rất là gian nan và khó. Thế nên là tôi không tiếp cận một cách gọi là quyết liệt, mà cứ từ từ dần 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 cung cấp những cái thông tin, những cái sự phát triển của Picoin để cô ấy có thể hiểu thêm được. Sau đó thì một quãng khoảng thời gian là khoảng 1 năm đấy, tôi cứ tự đào với cái tài khoản lập cho vợ tôi và chia sẻ những cái thông tin phát triển của dự án Pi, thì vợ tôi cũng bắt đầu dần chấp nhận và có cái nhìn thiện cảm hơn với dự án Pi Network.
Và đặc biệt đỉnh điểm là cái thời điểm mà cái tài khoản đào pi của vợ tôi được nhận cái suất KIC. Tôi cũng chia sẻ với vợ tôi là nếu mà không KIC thì tất cả những cái đồng Bitcoin đào được, tích lũy được trên cái app đào từ trước cái này ấy, sẽ không có giá trị gì. Và cũng rất là mừng khi mà vợ tôi hợp tác để thực hiện các bước KIC ngay đó. Và cái bước KIC của vợ tôi, cái việc xác minh danh tính đấy, nó cũng diễn ra suôn sẻ. Đúng sau một ngày thì mọi thứ đều đã chuẩn chỉnh, từ việc khai gửi đơn, rồi khai báo ví, xác nhận ví, rồi chờ pi tím về ví, tất cả mọi thứ đều suôn sẻ. Tuy nhiên thì nó số lượng pi đào được từ cái app đào pi của vợ tôi nó cũng không quá nhiều, nhưng mà dù sao thì cái việc mà vợ tôi đã chấp nhận cái dự án pi trong gia đình, trong cuộc sống của tôi thế này, thì tôi thấy cũng là một điều thành công rồi. Thì không biết thì cái quá trình mà các bạn lan tỏa cái dự án Pi Network trong mọi người trong gia đình bạn, nó có gặp khó khăn như của tôi hay không, thì các bạn có thể chia sẻ, chúng mình cùng trao đổi nhé. Rồi follow kênh chúng mình, kênh Invest TV của tụi mình, để có thể nhận được những cái thông tin cập nhật mới nhất về dự án Pi Network các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo của kênh Invest TV.